Rồi xin chào mừng anh em đã quay trở lại với cái kênh của cửa hàng Phú Hương ha. Đây là website bên em, cửa hàng Phú Hương .com ha. Kênh YouTube bên em là cửa hàng Phú Hương, anh em cứ lên YouTube gõ như chữ cửa hàng Phú Hương. Số điện thoại bên em là 0967100003. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 7 thì bên em sẽ lên làm 10 cái máy cắt cỏ và đâu đó là thêm 3 cái máy cưa nữa. Nhưng bữa nay có một cái điều đặc biệt là bên em sẽ dành cái video clip này sẽ khá là dài ha. Trong video clip này sẽ khá là dài tại vì em sẽ dành 5 phút chia sẻ cho anh em là về cái phần có một cái máy, cái lô ngày 26 tháng 6 bị bỏ bơm đi ha, tạm gọi là bỏ bơm ha. Rồi với lại 5 phút là em nói về riêng về cái phần cái máy cưa trước khi em vô 10 cái máy cắt cỏ này ha. Rồi bây giờ để không tốn thời gian nữa, bên em sẽ vô luôn cái phần đầu tiên là cái máy cái lô ngày 26 tháng 6. Nếu như anh em nào có mua hoặc là có xem cái lô ngày cái máy lô cắt cỏ ngày 26 tháng 6 mà cái con số 9 mà đẹp tới 99% mà cái con mà còn cái dây đeo luôn đó, anh em nhớ cái con đó không? Nếu không nhớ thì quay lại cái lô ngày 26 tháng 6 coi ha. Thì em gửi ra cho một cái ông khách, ông này thì ông khá là nhanh tay, chưa lên lô nữa là ông đã đặt cọc rồi, nhưng mà đặt cọc vô đó, bắt đầu là ông chuyển từ con này tới con khác, ông chuyển em mình như là 3-4 con rồi đó, rồi sau đó là mới chốt lại cái con số 9. Rồi sau đó là bên em đã có quay test cho ổng coi rồi cái máy chạy và em có báo cho ổng cái phần nội quy luôn rồi, nhưng mà tới rốt cuộc là tới bữa nay nhận đó là bắt đầu là đòi yêu sách ha. Đòi yêu sách gì chút xíu em sẽ nói. Rồi cái em có quay cái video clip mà nói về cái phần nội quy gửi hàng đó thì nó không có nhớ video gì, rồi không có biết nội quy gì hết trơn á, nói như là bị mất trí nhớ gì đó. Rồi em gác qua cho Hoàng về không bán luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy con này thì liên hệ giùm em, hàng đang nằm ở Bình Thuận. Nếu mà anh em nào lấy đặt cọc qua bên em sẽ chuyển tiếp qua địa chỉ khác cho anh em luôn, khỏi cần phải hoàn về ha. Thì nói chung á, mua hàng bên em chỉ có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái bản phong thần là hướng dẫn cái cách lần đầu tiên đặt hàng là ở đây. Rồi cái phần thứ hai nữa đó là sau khi mà anh em chốt, ví dụ như anh em lấy con số 1 đặt cọc xong thì qua bữa sau đó bên em sẽ test cái máy đó rồi gửi qua Zalo cho anh em xem. Quay xong bên em sẽ cho cái bảng này, là cái bảng trời ơi ghê quá. Toàn đưa miếng khác à, toàn anh em đợi chút xíu tại ghi cái nó bị khi mà quay clip xong bên em sẽ ghi cho anh em xem cái phần là nội quy, tức là hàng hết sức lưu ý đó là khi mà bưu điện nó giao thì anh em là lưu ý là hàng được niêm phong lại đó, nó niêm phong lại bằng cái đường băng keo tương tự như thế này nè, tức là một cái hùng cạc tông nó niêm phong lại bằng cái đường băng keo màu vàng bưu điện tỉnh An Giang đó. Thì hàng được niêm phong lại là em luôn lưu ý trong tất cả video clip, hoặc là có anh em tất cả hàng trăm hàng ngàn anh em đã mua hàng bên em rồi trong mười mấy năm nay đều theo cái quy định này hết, tức là hàng được niêm phong là không được mở ra xem hoặc là chạy thử trước khi thanh toán giùm em. Còn sau khi thanh toán thì có thể mình ký nhận xong mình bật cái điện thoại lên quay phim lại quá trình khui hàng, khui niêm phong, nếu không đúng hoặc có gì sai khác với máy này bên em sẽ chịu trách nhiệm. Thì cái việc mà niêm phong này đó thì là để tránh bị mất hàng bên trong, tại vì có một số trường hợp, nhất là em gửi máy cưa đó, có một số trường hợp gửi ra đó là tùy tiện mở ra xem thì cái mấy cái bưu điện, nhân viên bưu điện hoặc là khách hàng hoặc là sao đó là hay bị mắc cây lam bên trong lắm. Do đó là từ 6-7 năm nay trở lại đây là toàn bộ bên em gửi là niêm phong lại hết. Mà bây giờ cái hệ thống của Lazada hoặc là hệ thống của Shopee đều là áp dụng cái tình trạng này hết, cái tình huống này hết, tức là không có cho xem hàng, không có cho đồng kiểm nữa, là để tránh bị mắc hàng bên trong ha. Anh em nào có mua hàng ở Lazada là anh em biết Lazada hoặc Shopee, còn Sen Đỏ thì em không có chơi bên đó, em không biết ha. Nhưng mà Lazada, Shopee là người ta đang áp dụng cái chương trình này, tức là không có đồng kiểm, là tại vì người ta đã niêm phong lại rồi, chứ không phải mà ai cũng tùy tiện mở ra xem thì nó rất là dễ bị mất hàng bên trong. Chưa kể là cái máy này, ví dụ như mà nhận trong một cái thời điểm mà nhận rồi bắt đầu là gửi ra rồi không có pha nhớt, cứ đổ xăng bừa bãi vô thử chán chê, không hít thì nhận, không hít thì thôi, bắt đầu trả về là cái máy thì coi như là tèo luôn cái máy rồi ha. Đây nè, em có ghi nè, mà cái này là em có đã báo cho khách hàng rồi, mà tới lúc mà ông này ông nhận á, bắt đầu ông quay lại ông nói ông không có nhớ cái gì hết ha. Thì do đó là em sẽ không có bán trọng nữa, em có báo với bù tá là không phát nữa. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái con này đó thì vui lòng liên hệ giùm em ha. Con này cực kỳ đẹp mà bữa hổm á, mua xong rồi còn than nữa, than nghèo gì đó không có tiền mua hay gì đó, em cũng kêu mua nhất xịn á, em còn gán tặng cho một cái chai nhớt gì nữa nè, em tặng cho một lọ luôn, rồi rút cuộc chở quẻ ha. Nói chung là chở quẻ rồi em ghét quá em không giao luôn. Đây nè, em quay cho anh em coi nè, cái điện thoại này, cái Zalo này của vợ em gửi qua, tại vì em đang quay bằng điện thoại của em. Em quay cho anh em coi lại nè, coi cái clip em làm sao nè mà ổng nói là ổng không ấy nè. Anh em coi ha, máy nào bên em trước khi gửi đều có thực hiện cái clip này hết.
cái sợi dây đeo luôn ha. Rồi cái máy này là xăng pha nhớt châm vô đây ha, xong rồi anh bóp cái u bơm lên, có thể đặt mua nhớt bên em nha, xong rồi kéo em này lên giật máy, máy chạy kéo xuống là chạy bình thường ha. Rồi ở đây nó có ba cái móc, bên em sẽ nhóm ba ngóc này ra, rút cái đầu máy ra đóng vô trong cái hộp carton chung với hai cái ghi đông với cái chắn cỏ với lưỡi dao dây đeo bên đem tạt kẹp. Còn cái lắp bên em sẽ quấn với carton với một cái cây dài đó, giống như mấy máy đã tháo đây nè. Rồi thì như vậy là chia làm hai kiện, rồi một hôm một cây, khi nào mà bưu điện nó giao đủ anh hai kiện thì anh mới nhận giao đó, còn nếu mà yếu một trong hai thì anh phải đợi báo độ, đợi bưu điện là báo lại là chừng nào đủ hai kiện mình mới nhận mới trả tiền. Rồi khi mà đóng hàng thì bên em sẽ niêm phong lại bằng cái đường băng keo màu vàng bưu điện tỉnh An Giang, niêm phong lại như thế này, như thế này ha. Thì khi mà bưu điện nó giao hàng thì lưu ý giùm em là hàng được niêm phong, do đó không được mở ra xem hoặc là chạy thử trước khi anh toán giùm em ha. Còn sau khi anh thanh toán, có phải quay phim lại, bật cái điện thoại lên mình quay phim lại quá trình thu hàng, thu niêm phong. Nếu không đúng hoặc cái gì sai khác với máy số 9 này, bên em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Rồi anh xem giùm em phần máy chạy và phần nổ quy. Nếu ok hết, báo lại giùm em để bên em chốt lại trong hôm nay. Rồi cảm ơn anh đã đặt hàng nha. Đó, anh đang thấy không? Em quay là em nói rất là rõ cái phần nội quy, mà tới lúc mà ông nhận, ông nói ông không nhớ gì cho, không biết gì hết trơn á, đòi phải mở ra xem, đòi phải chạy thử đồ này kia, nói chung là tùm lum yêu sách hết, do đó là bên em không có chốt gửi ha. Nè, ở đây không phải là tại vì khách hàng mua, mà không phải là em muốn mà dìm hàng khách hàng hay gì, nhưng mà nhiều khi quá đáng quá em không thể mà chấp nhận được, do đó là em mới đưa lên đây ha. Đấy nè anh em coi nè, đó em chưa đăng cái video clip nữa là ông đã đặt cọc rồi. Đó, đặt cọc lên là ông chốt con số 11, ông phải đặt cọc xong á, em hỏi là lấy con số mấy, báo lại sớm giùm em. Cái đầu là người ta chốt muốn phân nữa rồi ông mới chốt con số 11, thì em nói là 11 đã bán rồi. Đó, rồi sau đó ông đội chốt qua cái con số 9. Đó. Rồi nhắn tin nè, đó. Nhắn tin nè còn chửi em nữa. Đó. Rồi em nói là chỗ nào, trong khi mà em gửi em đã báo cái phần nội quy rất là rõ rồi. Đó. Đó. Còn hăm dọa em luôn, mua hàng mà giờ mình đã báo nội quy rồi, xong rồi quay lại rồi còn hăm dọa em luôn, rồi xong rồi hăm dọa xong rồi không biết suy nghĩ sao rồi cái giờ đó. À, đây là của phần ấy, đây rồi, đây nè đó. À, hăm dọa xong rồi tới cái phần này cái nhắn là giờ sao chấp nhận cho lấy máy lại không. Em nói không, ông mua bán đâu phải là xin xỏ anh đâu. Anh buông lời, trong khi người ta báo cái phần nội quy hết trơn rồi, xong rồi chửi đuổi người ta, xong rồi quay lại đòi nhận. Em báo với bưu tá là không có nhận nè, cái chị bưu tá nè cũng tội nghiệp chị này lắm, lại giao cần cả tiếng đồng hồ luôn đó. Anh em coi nó mất cả tiếng đồng hồ luôn, rồi em nói thôi không giao nữa nè. Cái con này nè anh em, cái con mà em nói 99% nè đó, dành mua cho giữ, xong rồi gửi ra bắt đầu cái này nọ đó, con số 9 này nè. Anh em nào bật có nhu cầu thì lấy rồi bật lại cái con, cái lô ngày 26/6 ha. Đấy đó, đâu mất tiêu rồi, đây Thanh Kiều nè ở Bình Thuận đó. Anh em thấy không, em ghi là em thấy mà nhắn tin than quá trời, em tặng luôn cho một lọ nhớt đó. Là cái lô này là cái lô mà em nói em đi Sài Gòn về em mới gửi đó anh em thấy không. Rồi em còn tư vấn rất là nhiệt tình là xài nhớt là phải xài nhớt từ khoảng 80.000 một bình lên để cho nó tốt ha. Đó. Đó, anh em coi đi. Rồi đó. Ha. Rồi nói chung á, tóm lại ở đây cái mục đích của video này quay á là để gì? Mà trước giờ em quay em bán biết bao nhiêu lô máy rồi, mấy năm nay luôn, mới gặp cái khách hàng này đầu tiên. Tại vì trước khi gửi là bên em đã báo có cái phần nội quy, nếu mà khách nào mà sợ đầu phải mở ra xem hoặc là chạy thử đồ này kia nè, rồi là bên em sẽ hỗ trợ. Nếu mà anh em khách hàng nào mà gắt quá, gọi là gắt quá, đòi phải mở ra xem, đòi phải chạy thử thì em nói thôi xin lỗi cho em hoàn lại tiền cọc cho anh, tại vì gửi cái này là không có mở ra xem hoặc là chạy thử được ha. Còn cái lý do thì nãy giờ em đã nói rồi ha. Còn cái vấn đề này là em đã gửi cho ổng rồi, ổng coi rồi, ok rồi, còn chát chít qua lại hỏi khách ta nhớ nữa, mà cuối cùng gửi ra bắt đầu là nói là không nhớ gì hết, không biết gì hết ha, thì em không bán ha, em chấp nhận không bán. Hoặc là bữa nay cái lô này em đăng lên, nếu mà không anh em nào lấy cái con số 6 này, số 9 này, thì bên em vẫn chấp nhận mất tiền gửi hoàn về đây rồi đợi đăng lên lô sao bán, chứ không nhất thiết phải bán trộm ha. Đấy là bán lâu ra đó ha. Rồi nói 5 phút chứ nãy giờ là 10 phút rồi đó. Đó, do đó là em quay lên là để báo với anh em là cái phần mua hàng bên em thì chỉ có đơn giản như một phần thôi, một cái bản không phần với một cái bản nội quy thôi là mua hàng thôi ha. Mà em báo trong cái lô đó hình như là cái lô đó nhận, người ta nhận cũng muốn gần hết rồi, chưa có gặp ai mà chở quẻ như ổng hết ha. Rồi đầu tiên là cái con này là bữa nay thì nó chỉ có lên cắt cỏ, nhưng mà nó chỉ có ba con cưa thôi, nên là em quay nhanh thôi ha.
anh em nào coi có ghiền máy cưa quá hoặc là nãy không gài kiếm máy cưa mà đợi chưa có đó thì lấy trước ba con này ha. Đầu tiên con số 1 này nè, thì con này là 2,3 triệu, con này là Huvana nha anh em, Huvana 42. Thì con này thì chạy máy rất là lớn, nó máy là 42, nhưng mà cái nhựa của con này đáng lẽ ra giá của nó là khoảng 2,5 triệu cho tới 2,7 triệu chứ không có giá 2,3 triệu đâu. Nhưng mà cái con này á là anh em biết sao không, tại vì nó cái phần nè, cái này là sân zin của nó nè, sân zin của nó chạy quá, chạy nhiều đi, nhìn nó xấu quá. Rồi bên em thôi, bên em xịt cam lại, phủ cam lại hết nguyên cái zin này luôn ha, do đó là nó mắc xí nước sân zin ha. Con này là sơn phủ lại muốn hết luôn cái máy đó, sơn phủ lên chứ không phải là cạo ra ha. Nước sân zin của nó đây nè, em chỉ xịt thêm vô thôi cho nó che mấy cái phần nước điểm, nhìn cho nó lịch sự ha. Nhưng mà nó sẽ mắc cái giá trị của cái máy. Còn cái máy bên trong, máy bên trong là còn rất là nghiêm chỉnh, rất là ok. Thì con này giá là 2,3 triệu. Nếu anh em nào không quan trọng cái phần nước sơn thì lấy con này cực kỳ tuyệt vời. Nó là Huvana nha, Huvana của Thụy Điển á ha. Huvana 42 tương đương với 42cc ha. Chỉ có nước sơn là sơn dặm lại thôi. Rồi con số 2, cái con ý em nhớ dán lầm rồi, con số 2 là ở đây nè. Con số 2 là Echo 341. Cái con này là lam con số 2 là 2,4 triệu 341 nha. Thì cái con này là Echo nha, con này là lam Latin nha, đó, lam Latin mà lam gương nha. Thì con này là giá 2,4 triệu. Cái xích của nó còn rất là trắng nha, rất là trắng, rất là mới đó. Nó bị vàng vàng này là anh em biết gì không, sáng giờ trời mưa bão, nước mưa nó văng vô chừng nửa phút nửa tiếng là nó ra cái màu vàng nè, chà nhẹ cái là ra đó, cái vàng vàng này nè, hôm qua đâu có đâu đó. Nước mưa nó văng vô để gần đây nè, nãy giờ nó mưa cái xăng. Con này 2,4 triệu ha, Echo 341 lam Latin nha anh em, lam Latin mà xích còn rất là dày, trắng luôn, rất là trắng luôn. Rồi con số 3 này, do cái lô này là lô cắt cỏ cho đó là em nói sơ thôi ha, nói sơ cho anh em nào ghiền quá cái máy cưa thì hốt ha. Đấy, con này là Ryobi, con này là 360. Thì cái con Ryobi này sẽ tương đương với cái thằng Echo 360 ha. Máy cũng là lam Latin luôn, cái xích cũng là xích rất là dày luôn. Cái lam của nó là lam Latin, lam gương, nhưng mà lam gương mà để soi mụn được thì cái con 341 bên đây xuất sắc hơn, có thể soi mụn được. Còn con này cũng lam gương nhưng mà nó hơi đen ha. Đấy, con này là Ryobi 360. Con này sản xuất tại Nhật nha anh em ha. Rồi, còn con này là Thụy Điển, con này của Nhật luôn. Đó thì có ba cái con cưa, hơi quay sơ nhẹ cho anh em thôi. Còn anh em nào có nhu cầu lấy thì đặt cọc xong rồi bên em test cho. Ba con đó bên em đã test máy rồi, chạy cực kỳ mướt luôn, bơm nhớt ầm ầm luôn ha. Rồi, nãy giờ 13 phút mà chưa vô được cái máy cắt cỏ nữa anh em không? Đấy. Cái video này sẽ rất là dài ha. Sẽ đạt kỷ lục rất là dài, nhưng mà phải quay thôi ha, phải quay để nói rõ với anh em ha. Đấy, rồi đầu tiên trước khi vô lô thì bên em sẽ quay lại cái bản phong hành. Anh em nào muốn mua thì làm theo bản phong hành này. Đó. Còn ở đây là cái một hết sức lưu ý của bên em, đây là nội quy gửi hàng của bên em ha. Đó. Rồi, nó chỉ có hai vấn đề này thôi. Chai này chai Super xăng. Anh em nào có chạy xe, anh em nào có chạy xe mà phun xăng điện tử á, mua cái chai này nè. Đổ vô khoảng 5.000 nếu mà xe máy, xe ô tô thì 2.000, còn nếu mình xe máy 5.000 cây số á, đổ chung với bình xăng á, nó xúc cái bét cái bét xăng của mình đó, có bét phun xăng á, chạy nó mướt cái máy đó, chạy châm vô một bình một cái là chạy là thấy cái máy nó bốc lên liền. Rồi, cái con chai đó quên, chai đó hình như là 200 mấy ngàn á. Chai liquid nó có mấy cái hàng rẻ hơn nữa. Rồi đầu tiên là cái con số 1, con này là Ryobi anh em ha. Con này thì bữa nay là giá là rẻ kỷ lục luôn. Trong tất cả các video clip trước giờ chưa có cái con Ryobi nào mà 2-3 năm mà giá 1,5 triệu hết. Chỉ có duy nhất con này thôi. Anh em nào mà thích cái dòng máy để về xài chứ không phải về ngắm đó, thì con số 1 này là cực kỳ tuyệt vời luôn. Tại vì nó 24cc mà dòng Ryobi nữa đó. Thì cái con này tại sao bữa nay nó rẻ vậy, thì nó có 3 nhược điểm. Thứ nhất là cái chế quạt khí của nó là nó bị hư rồi, phải hai cái chế quạt khí mới ha. Cái này là chế le đỏ, hai cái chế le đỏ vô luôn, bán cho anh em nè. Cái hai nữa là trên cái phần nắp này nó bị rạn, nó rạn chứ chưa có bể nha, nó rạn một đường nhỏ nè, mắc cái thẩm mỹ. Cái thứ ba nữa là cái chắn cỏ zin của nó, thì cái thằng nào nó chơi cái cọng dây chì vô nó chọt vô liền nó chả đó. Đó anh em thấy không, còn anh em nào mà không thích cái chắn cỏ zin này, bên em sẽ tặng cho anh em cái chắn cỏ mới. Còn cái này nguyên bản nó về nó vậy, có thể chủ cũ người ta xài người ta chế nè đó, nó chưa có bể nhiều nên là người ta chế cái này nè. Chứ thường mà bể gì là bên em không có rảnh mà làm gì đâu, bên em không rảnh gì làm đâu, bên em là tháo bỏ luôn khai cái chắn cỏ mới cho nó lành nha. Rồi thì cái con này do đó là nó chỉ có ba cái nhược điểm là cái bình xăng đã sẽ hai mới, ở đây nó có vết rạn chút xíu.
Rồi cái trắng cỏ thì nó như vậy, nhưng mà trắng cỏ có thể linh hoạt thay mới cho anh em luôn, miễn phí vẫn được. Giá của nó là 1,5 triệu 2350 nha anh em ha. Con này là cực kỳ rẻ từ trước tới giờ luôn nha. Anh em nào có xài cái dòng Ryobi mấy cái dòng máy vàng trước 1,7 triệu 8 là biết. Xài chạy cực kỳ bốc. Thì cái con này là 24cc ha. Rồi kế tiếp là cái con số 2. Cái con này thì để cái ve tem là tên là 261 cho vui thôi, chứ nó không phải là tên là 261 nha. Nó là Shinawa nha anh em nha. Anh em coi ha, con này là 25cc nha. Cái xi lanh cái nồng của nó thì nó khoảng đâu đó khoảng 33-34 ly đó. Máy nó cỡ tầm trung đó, nó tương đương với cái thằng Mitsubishi tên là 26 đó, nó tương đương đó. Do đó là em dán cái tem này nè để cho anh em dễ hình dung cái công suất cái máy của nó ha. Cho nó là máy Shinawa nha anh em. Và cái màu của nó rất là lạ nha. Cái màu này là màu hồng nhưng mà chạy nó không có quê nha. Nam mình xài nó không có quê nha. Nhìn nó rất là đẹp nha. Nó giống như màu gạch vậy đó chứ không phải là màu hồng mà yếu điệu phụ nữ hay gì đó ha. Thì không có ha. Cái con Shinawa này cái màu của nó rất là lạ nha. Nó giống giống như cái màu bên đây nè, cái màu thằng Arif bên đây nè. Đó, nó dạng như cái màu nó giống màu gạch vậy đó, nhưng mà thằng này nó sáng hơn ha. Thằng này là Shinawa nha nè. Đó anh em nhớ nha, dòng Shinawa nha, mà chỉ có 1,5 triệu nha. Cái máy nó chạy là cực kỳ mướt nha. Cái máy này so với cái ví dụ so với cái con số 3 đi thì nó không có bóng bẫy bằng đó anh em thấy không? Nó không bóng bẫy bằng, nhưng mà so với cái thằng này 22cc trong khi thằng này 25cc mà giá rẻ hơn nữa, mà dòng Shinawa nó chạy cực kỳ luôn, phải nói là chạy cực kỳ luôn. Nó là lắp gời luôn, lắp gời nhưng mà nó là lắp đặc thù nha. Lắp gời nhưng mà lắp đặc thù. Tức là đặc thù là sao? Tức là mình lấy một cái lắp gời của máy khác vô gắn không vừa, phải là lắp gời của con Shinawa gắn nó mới vừa. Thì nó cũng giống như là lắp liền vậy đó, nhưng mà nó là lắp gời nhưng mà là đặc thù của nó. Phải giống cái kiểu nó mình gắn mới được, chứ không phải mà lắp gời mà của mấy cái dạng mà phổ thông ha. Rồi con này 1,5 triệu nhớ ha, 25cc nha anh em. Đó, máy rất là đẹp. Shinawa nha. Nếu mà cái con này mà không phải cái hãng Shinawa là em không bán đâu. Tại vì máy cái form nó không đẹp, em thì em trước giờ em khoái cái form đẹp, cái dáng nó đẹp, cái kiểu màu sắc rồi nó còn mới em mới mua. Nhưng mà cái con này Shinawa nó chỉ có cái phần này nó không được mà sắc sảo, không được đẹp thôi. Nhưng mà cái phần cái lốc này anh em thấy không? Shinawa trước giờ là một cái thương hiệu rất là cao cấp nha. Đó, mà giá chỉ có 1,5 triệu thôi nên là em sẽ mua cho anh em, bán cho anh em, cho những anh em nào cần cái máy để xài chứ không phải là máy để ngắm. Thì con này là tuyệt vời luôn, giá cực kỳ rẻ luôn nha nè. Ha. Rồi kế tiếp là con số 3, con này là máy là Beo. Ừ đúng rồi, con này máy Beo. Con này là giống cái lô trước nè, cái lô mà gần đây nhất là bên em mới bán nè. Bán về cho một chị ở Bà Rịa Vũng Tàu hay gì đó, chỉ cắt cỏ cho trường học hay gì đó. Thì hình như vẫn đang trong quá trình vận chuyển. Con này có giá 1,6 triệu ha. Nó là 22cc. Máy rất là đẹp. Cái bô e cũng màu đỏ luôn nè. Nắp đỏ, vàng áo đỏ luôn. Nhìn cực kỳ quyến rũ ha. Rồi le đỏ luôn, chế và khí le đỏ luôn. Giá 1,6 triệu. Này thì nó ghi tiếng Nhật rồi, bó tay rồi. Đó. Con này thì rất là nhẹ nha. Con này thì nó của Nhật sản xuất nha anh em. Nè con ốc rất là đẹp nè. Con này thì xài mà ví dụ như nữ mình xài, hoặc là anh em nào mà thích cái dòng máy nó nhẹ đó, thì con này thì nó đâu đó nó khoảng 3,5-4kg à. Rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Mà chạy gan như Maru vậy. Mà 22cc. Anh em nào cắt cỏ dừa hoặc là già xài cho gia đình, mình mua dự phòng mình cắt cỏ cỡ này mùa mưa nè. Con số 2, số 3 này cực kỳ tuyệt vời ha. Rồi kế tiếp là con số 4. Cái con này là Arif 235 ha. Cái con này là Arif 235. Cái con này với cái con Ryobi là một nha anh em. Thì con này có giá là 1,7 triệu. Con này thì nó cũng giống tương tự với cái con số 1 vậy đó, nhưng mà nó còn giữ được cái chế quạt khí zin đó nè. Cái chế zin của nó nè anh em. Đó. Con này 235 tức là nó bằng công suất với cái con số 1. Nhưng mà cái máy của nó bình xăng con zin. Không có bị vỡ gì đây hết, còn nguyên bản ok ha. Rồi tay ga, ghi đông đồ này kia là ok hết. Đó. Ở đây công tắc trên ghi đông luôn. Tem còn rất là mới. Trắng cỏ zin luôn ha. 24cc nha anh em. Giá 1,7 triệu ha. Đó. Cái màu của nó từ lúc xuất xưởng cho tới lúc bây giờ luôn là nó vậy luôn đó, chứ không phải là nó cũ nha nè. Cái màu của nó là màu gạch vậy luôn đó. Đó. Màu còn rất là đẹp luôn ha. Đó, 1,7 triệu. Con này là y gan với thằng Ryobi, phụ tùng đồ này kia là y chang với thằng Ryobi vàng bên đây. Đó. Máy chạy thì bên em đã trước khi lên lô bên em đã kiểm tra test ok hết rồi. Rồi, kế tiếp là con số 5. Cái con này là Rubin. Rubin này là Rubin 25. Rubin này là Rubin máy hộp. Máy hộp tức là nó làm kín lại nguyên cái hộp gọn ha. Nó làm rất là kín luôn, rất là gọn.
em hay gọi là máy hộp, thì con này giá 1,7 triệu rua pin BR251 tương đương với 25cc trắng cỏ zin luôn. Con này thì rất là đẹp đó, máy nó vô một cái gọi là vô một cái hộp giống như một cái hùng vậy đó, chứ nó không có làm mà dạng mà giống như mấy máy bên đây nhô lên vô xuống gì ha. Đây gọi là máy hộp rô pin. Con này 25cc nha anh em, tương đương với cái nồng của nó khoảng 33 tới 34 ly đó, chế hoàn rồ ở trong này luôn nha. Ở đây nó hơi khó chế nó chế hoàn rồ đó. Con này 1,7 triệu ha, tem rồi kia còn rất là đẹp. Rồi kế tiếp là con số 6 này, lâu lắm mới gặp nào mà là hứa hẹn là chắc cũng rất là nhiều anh em phái cái dòng này nữa nè. Cái con này thì nó chỉ có 20cc nha anh em, con này là bé nhất trong cái lô này nha, chỉ có 20cc thôi, nhưng mà nó là máy echo ha, chập giật của nó thì chập giật chia hiều luôn, cái chập giật của nó muốn bự hơn cái nồng nữa, muốn bự hơn cái máy nữa, do đó là anh em biết là giờ giật khởi động rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn đó, nó một tay cầm luôn đó, 20cc thôi nhưng mà nó tới 1,7 triệu, lý do là tại vì nó đẹp và cái dòng echo đó, cái hàng echo SRE200A nè đó. Mấy cái dòng máy này nè, nó còn được cái cánh gió phụ luôn nè đó, cái cánh gió, cái miếng nhựa cánh gió phụ nè, made in Japan nè, anh em thấy không. Máy này thì nói chung là máy lớn thì nó không lớn, nó chỉ có 20cc thôi đó. Nhưng mà nó nếu mà mình cắt trong cỏ gia đình rồi này kia được, chứ còn anh em nào đi cắt mà đồi đuối rồi này kia, mấy cái cỏ mà nó từ một ngón chân cái trở lên thì con này cắt nó đuối nha, lưu ý nha. Còn nếu mà anh em nào xài gia đình thì mua con này ok nè, nó chạy cắt cỏ gia đình là ok luôn. Cái chụp giật của nó là cái chụp dây hiệu luôn, còn cái chế của nó là cái chế vú bơm, mà vú bơm lớn luôn, chạy nó thao sang cực kỳ luôn nha. Ở đây là cái tay cầm, một tay cầm, đây là cái tem nó nha. Chắn cỏ này thì hay mới đó, ga trên ghi đông luôn, công tắc ở đây luôn đó, 1,7 triệu ha. Con này thì nói chung là giá nó không phải là tại vì nó máy lớn mà nó cao, mà tại vì nó đẹp nha, với lại cái hương hiệu echo. Con này lâu lắm mới mua được, con này lâu lắm mới mua được, tại vì mua thường là máy nó xấu rồi, em ít có mua hàng công về nó cũng có nữa, nhưng mà ít có kiếm được máy đẹp nha. Mấy tháng nay hình như gần cả năm nay, trong năm 2019 này, từ năm trong suốt 6 tháng năm 2019 này mới bán con này đầu tiên. Rồi còn cái con này là con số 7, cái con này là tên là 23. Cái con này đáng lẽ bữa hổm là chốt về Bình Dương cho một cái anh ở Bình Dương rồi, nhưng mà khi mà test máy quay Zalo test cho anh á, gỡ cái chế quạt khí ra để em lấy cho anh em coi. Cái con này là cái con số 12 trong cái lô bữa trước nè, em có đánh số 12 nè. Đáng lẽ là chốt về cho anh ở Bình Dương rồi, bữa hổm là 2,150 triệu, bữa nay anh em nào lấy em bớt cho anh em 50.000, còn 2,1 triệu thôi. Tên là 23, tên là 23 chính hiệu luôn mà có 2,1 triệu thôi nha ha. Cái con này bữa hổm là nó nổ rồi, ok hết rồi, rồi mới quay lên Zalo cho ảnh, nhưng mà tới lúc mà quay á, em thấy cái máy nó hình như nó kiểu như nó sắp hiếu xăng gì đó, nên thôi là em mới tháo cái bình xăng ra em vệ sinh lại. Thì trong lúc nào em lấy cái này, cái chế minh họa thôi ha, cái chế kia của nó em giục trong mắt tiêu rồi. Lúc mà tháo ra vệ sinh ra thì vô tình làm gãy cái chốt này nè, gãy cái hai cái chốt gài này nè, nên là khi mà đưa vô cái ron nó không có cố định, do đó là tới bữa đó là thôi gấp quá em đi Sài Gòn nữa nên là không có giao ảnh được, đổi qua chảnh cái máy khác, mới cái đổi qua cái lô gần đây nè. Còn cái này thì về cái chế quạt khí nữa, nó phải hai cái chế quạt khí mới vô, chế lè đỏ vô ha. Thì đây là cái con 12 của cái lô trước, cái lô trước ha, cái con số 12 của cái lô trước, cái lô trước đó. Thì đây là cái con tên là 23, do đó anh em nào có mua hộp cái con đợt trước mà có phái cái con này quá thì đợt này mình lấy rẻ hơn 50.000 nữa ha, chỉ còn 2,1 triệu thôi, tên là 23 mà giá chỉ có 2,1 triệu, rất là rẻ nha anh em, máy chạy rất là ngon ha. Đấy, tôm rời nha, anh em nào mà xài mà gắn vô mà bình xịt đồ này kia là rất là ok đó. Rồi 2,1 triệu ha, em đi lướt chút xíu ha, tại vì nãy giờ tốn cái thời gian của cái máy bị bơm hàng á, đấy nên là em đi lướt chút xíu. Rồi đây là con số 8 này á, là rồi nó là để là Arif, nó giống cái hiệu của thằng này nè, nhưng mà cái máy của nó là máy của thằng Kawasaki anh em. Đây nè, cái form thằng TH26 nè, thằng này là TH23 nè, anh em hiểu không? Tức là nó mua cái máy của thằng Kawasaki TH23, nó làm ra cái hương hiệu của thằng Arif, tức là cái công ty Arif nó mua cái lốc máy, mua nguyên cái động cơ của thằng Kawasaki, cũng giống như cái thằng Vinro, Vingroup của mình giờ đó, tức là nó mua cái máy của thằng BMW bên Đức á, rồi nó về nó gáp lại, nó ra cái hương hiệu là VinFast nó vậy đó. Thì cái thằng Arif này nó nôm na vậy đó. Đây nè, để minh chứng cho cái điều em nói thì em sẽ quay lên đây cho anh em coi.
thấy không, cái code không đó, cái code của nó là TH23 đó, do đó là mình đánh đồng cái máy này nó là cái thằng Kawasaki TH23. Thì cái con mấy cái dòng Kawasaki là cái dòng rất là đắt tiền ha, TH23, TH26, TH53, TH43 rất là VIP, và những anh em ở trên Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum rồi này kia đó cực kỳ khoái cái dòng này đó. Thì cái con này là chụp việc trợ lực luôn, chế le đỏ luôn, chế quanh rồ le đỏ nghe anh em đó, vừa đã quanh rồ rồi còn tự động nữa, rồi còn le đỏ nữa, thì đây là cái chế cao cấp nhất của quanh rồ ha. Đấy, thì đây là cái con TH23 cực kỳ hiếm mới gặp nha, nha. Cái điểm của nó cực kỳ cao cấp luôn, 2,2 triệu nha anh em, di động zin luôn nè, cái màu vàng của nó nè, di động zin luôn nè, 2-3 năm nè, thấy không đó. Con này có giá 2,2 triệu ha. Rồi kế tiếp là con số 9, con này thì nó sẽ cao hơn con TH23, nó là TH26, và con này là chính xác của cái hãng Kawasaki luôn. Còn con kia là nó mua cái động cơ về nó đáp vô ra cái thương hiệu Arif, còn thằng này là chính xác TH26 luôn của Kawasaki luôn, nên là để vô đây nè ha. Thằng này thì sẽ là lắp rời ha. TH26 thì tương đương với tên là 26, thì cái thằng Kawasaki này với thằng tên là 26 gần như là bằng nhau. Nhưng mà nếu mà nói về cái độ bốc khi chạy á, thì thằng TH26 có chút phần một phần nào đó nó vượt trội hơn về cái độ bốc đó, do đó là cái TH26 là hàng nó sẽ hiếm hơn tên là 26 nữa. Thì cái con này giá nó là 2,5 triệu ha, chế nó là chế quanh rồ đó, TH26 nè đó, móc dây đeo nè, di đông nè đó, tem. Cái mã trên chụp vật của nó là B255 ha, chân cỏ nó chân cỏ hơi mới. À, đặc biệt con này nó có cái trên này nó còn để chữ Made in Japan luôn. Đó, Made in Japan. Thế nào? TH26. Còn ở đây cái thương hiệu của cái mã của nó là mã W255. Đó. Ở dưới này nó có chữ Made in Japan nha anh. À, anh em thấy không? Nó để nó không có để Made in Japan mà Fabio gì đó, Japan. Có nghĩa là giống như là cái hàng này nó là sản xuất tại Nhật nhưng mà nó xuất sang cái thị trường của châu Âu á, của Pháp á, nó viết theo cái chữ Pháp đó. Japan thì nó ghi là Japan nhưng mà chắc chắn sản xuất tại Nhật, anh em bao luôn ha. Đấy, có nhiều anh em hỏi là Hương có khi nào mày bán hàng nhái không, Hương nói không, em bán như vậy anh em cứ xài yên tâm, nếu mà phát hiện hàng nhái em hoàn tiền lại cho anh em ha, để khỏi nói nhiều. Còn ví dụ như mà máy nào mà gặp cái máy nào Trung Quốc em nói cho anh em Trung Quốc, còn máy nào mà của Nhật là nó của Nhật hết. Chứ còn mà thà bán máy Trung Quốc ra máy Trung Quốc, máy Nhật ra máy Nhật, chứ không có cái chuyện bán hàng giả hàng nhái đây nha ha. Rồi còn con cuối cùng này là cái con khủng bố, nó là Maru. Cái con này cái nồng của nó là khoảng 37 ly ha, Maru Yama 3010 ha. 37 ly máy tùm rời, rất là đẹp. Con này là cắt cỏ là chạy bốc như quỷ luôn ha. Giá nó 2,7 triệu. Lâu lắm rồi mới gặp em ấy nha. Ha, lâu lắm rồi mới gặp em ấy. Ghi đông zin luôn nè. Đó. À, chân cỏ nó nè. Chân cỏ hai mới ha. Con này 37 ly, 3010 ha, Maru Yama 3010 lắp rời đó. Chế cái này chế gì đây, chế quanh rồ ha, chế quanh rồ có vít chỉnh xăng luôn, hai kim ha. Rồi máy rất là đẹp nha, 2,7 triệu anh em ha. Rồi cái clip kinh khủng 30 phút luôn. À, 10 vậy là em qua 10 cái máy cắt cỏ anh em ha, qua 10 cái máy cắt cỏ, 3 cái máy cưa và một cái máy xả hàng, là coi như là 11 máy cắt cỏ hôm nay. Anh em nào có coi được chốt được con nào thì liên hệ với Hương ha, để chốt là cọc chốt từng máy. Còn máy cưa thì chỉ có 3 con thôi. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hương và cập nhật những mẫu máy về theo ngày tháng. Còn anh em nào có đặt mua rồi thì cũng lưu ý rút kinh nghiệm giùm em cái phần này ha, là tôn trọng cái phần nội quy giùm em ha. Anh em mình đã hỏi hưởng rồi thì mình cứ tôn trọng cái phần nội quy rồi mình làm việc với nhau ha. Nếu có bất kỳ ý kiến nào hoặc bất kỳ cái nào mà mình không hài lòng, vui lòng báo trước với em trước khi gửi. Còn khi đã gửi rồi thì mình phải tuân thủ theo cái nội quy mà anh em mình đã hỏi hưởng, chứ đừng có bẻ kèo ha. Đấy. Rồi chào anh em ha. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Hy vọng là video clip này sẽ bán hết lô trong vòng 24 giờ tiếp theo, giống như những video trước ha. Rồi rất cảm ơn anh em đã ủng hộ Hương một cách nhiệt tình trong suốt thời gian qua ha. Rồi chào anh em ha.